Hôm qua 17 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phước Long chỉ đạo cho ngành y tế huyện tiếp tục tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trên địa bàn huyện năm 2022. Toàn huyện đã tổ chức tiêm vaccine cho hơn 8.540 trẻ từ 5 đến 12 tuổi, nâng tổng số toàn huyện có hơn 9.260 trên tổng số hơn 13.610 trẻ từ 5 đến 12 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Để việc tiêm vaccine được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiêm hết lượng vaccine được phân bổ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Phước Long chỉ đạo các cơ sở y tế công lập trong huyện tiếp nhận nguồn vaccine và tổ chức chiến dịch tiêm đồng loạt, nhằm đảm bảo an toàn hiệu quả khi nhà trường, phụ huynh, người giám hộ đưa trẻ đến tiêm chủng. Tại các điểm tiêm được bố trí các khu vực theo đúng quy trình một chiều, từ tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ thuốc cấp cứu phản vệ và trang thiết bị cấp cứu, đội phản ứng nhanh, xe cấp cứu để kịp thời xử lý tình huống không may xảy ra. Sau tiêm, cán bộ y tế cũng tư vấn, hướng dẫn chi tiết cho nhà trường, phụ huynh, người giám hộ về những điều cần lưu ý khi trẻ về nhà, nơi cư trú và đến lớp học.